Hello và chào mừng các bạn đã tới với cái channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại tập 2 của Minecraft Thợ Săn Kho Báu nhé. Và trong tập trước thì mình đã kết thúc khá là thành công với lại hai bộ giáp. Đầu tiên là bộ giáp kim cương Enchant này, khá là xịn sò. Và bộ giáp mình rất thích là bộ giáp này. Ngoài ra thì mình cũng được khá là nhiều thứ các bạn ơi. Và trong tập hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi giết rồng Ender nhé. Chúng ta sẽ cần đi tiêu diệt rồng Ender càng sớm thì càng tốt, để mình nhanh chóng chế tạo các bàn kho báu các bạn ơi. Ngoài ra thì trong thời gian offline thì mình farm khá là nhiều này. Mình nâng cấp lên đồ được hai món rồi. Đó chính là cái cây diamond cuốc và cái cây sẻn sắt các bạn ơi. Cũng khá là xịn đấy. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục thu hoạch thêm tí đi. Mình sẽ trao đổi thêm tuổi khứa dân làng này nữa, để chúng ta nhanh chóng được thêm cái trang bị còn lại. Mình đang khá là cần cái cúp kim cương ấy, để mình có thể làm cánh cổng địa ngục nữa. Có lên. Ok, có vẻ là khá là nhiều rồi đó. Nhưng mà cái bộ giáp này hơi ít giáp nhờ. Sao mình thấy cái bộ này đeo vô giáp nó không bằng bộ kia á ta. Cũng không hiểu sao nữa. Chắc là bộ kim cương nó yếu hơn hay sao ấy. Từ từ để mình xem là giáp cái đó. Ôi, giáp kim cương sao nó yếu xìu vậy. Giáp kim cương yếu lắm các bạn ơi. Chắc là chúng ta sẽ cần phải đổi giáp để mà đi đánh nhau ấy. Chả lụa thiệt, giờ mới nhận ra. Ok, từ từ mình sẽ đổi thật nhiều đi. Wow, nhiều chưa. Ở đây chúng ta sẽ thêm tí. Ui, ông này chuẩn bị lên thành bậc thầy rồi nè. Ngon lạnh. Trao đổi thêm một tí về là mấy thanh niên này. Mình đã có dư rồi. Đây, hai trang bị này thì mình đã đổi rồi. Ủa, hai trang bị này trước. Còn đây thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đổi để cho ổng lên kinh cái level cuối cùng nhá. Đó, để cho ổng lên được thì chúng ta sẽ trao đổi mấy cái này đi cho nó rẻ xíu. Ồ, rồi. Như vậy là ổng lên được kinh nghiệm rồi. Trời ơi, tôi còn có 13 emerald à. Nghèo dã man. Đó, mình hay vứt đồ ở đây nè. À quên, mình mới thêm một cái mod này để chúng ta có thể vứt đồ cho nó dễ dàng hơn. Với lại mình đã thêm một cái mod để chúng ta có thể sắp xếp lại đồ cho nó ok con dê hơn. Hợp lý chưa? Ở đây thì ổng lên kinh nghiệm chưa? Efficiency 2. Cái này được nha, 16 hả? 16 thì mình sẽ cần thêm 3 emerald nữa. Lấy thêm tí nữa. Cố lên. Ô, tôi nhớ là tôi vẫn còn 3 emerald trong room thì phải. 2, ồ 3 này. Ngon. Sắp xếp cái này lại một tí. Đủ luôn. Vậy thì mình sẽ lấy cái này. Efficiency 2 thì mình nghĩ là được ấy. Dùng khá là ok. Rồi. Ngoài ra thì mình sẽ cần vứt cái này đi. Ơi, bây giờ mình đang có một ý tưởng khá là hay ấy. Mình sẽ tìm cuốn sách sửa chữa, rồi sau đó mình sẽ sửa chữa cho cái bộ giáp này. In trên xong rồi sửa chữa thì nó sẽ cực kỳ mạnh luôn. Các bạn nhìn nè, nó tới 5 giáp. Còn áo kim cương nó bị giảm giáp rồi các bạn ơi, cho nên nó yếu xìu à. Hèn chi. Hơi Sukuna nhờ. Nhưng mà chắc là không sao đâu. Trong tập hôm nay thì cứ để này đi, mình sẽ nâng cấp cái giáp này sau. Chúng ta đi đánh rồng với giáp kim cương cũng được, không vấn đề gì hết. Thì trao đổi xong hết rồi, chắc là bây giờ mình sẽ cần quên. Waystone mình biết sao để không có thể dùng rồi. Thì chúng ta sẽ xem bên chỗ này. Đây, đây là chỗ research này các bạn. Có nghĩa là mình phải qua đây unlock cái Waystone thì mới dùng được Waystone này. Mình sẽ tốn một cái kinh nghiệm kho báu ấy, cho nên bây giờ mình chưa có được. Wow, có một tên thương nhân lang thang xuất hiện ở đây các bạn ơi. Chắc là do mình áp cao hơi lâu ấy. Mình áp cao tới tận ngày 6 rồi, cho nên mấy này xuất hiện cũng là điều đương nhiên. Mấy cái này thì bình thường. Cái này là cái gì đây? Restoration Term. Một cuốn sách nó sẽ giúp cho mình, nghe cái tên thôi là nó sẽ gọi là reset. Reset những cái reset mấy cái chi phí. Ok, cái này cũng được này, nhưng mà mình không lấy đâu. Tôi làm gì còn emerald nào mà lấy. Sau này có khi là mình dùng tới thanh niên này ấy. Bây giờ chắc mình sẽ nhốt thanh niên này dưới đây luôn đi. Ok, nhốt luôn. Cái này vớt được rồi này. Nhốt nhá. Không cho lên đâu. Ok, tạm thời ở dưới nhá. Khi nào cần thì mình sẽ xuống đây mình tìm mấy thanh niên này. Đó, chúng ta cần phải nhốt nó lại các bạn ơi. Đây, đây rồi, tới cái hồ này rồi. Thì mình sẽ cần xuống địa ngục để chúng ta tìm được ngọc Ender rồi que của quy lửa nữa. Đó là mấy thứ mình rất cần các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ phải đi xuống dưới để mà mình săn nữa. Ôi, không biết là trong tập hôm nay có thể săn đủ được hay không đây. Nhưng mà hy vọng là sẽ đủ đi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ven mai cái đống hắc diện thạch này, rồi đi về nhà để mà nhanh chóng làm một cánh cổng. Wow, bơ phạt chưa. Đúng rồi các bạn ơi, cái chỗ này mà xây dựng nó sẽ đẹp lắm luôn này. Trong hang mà chúng ta xây dựng ở cái ô này thì đẹp nhỉ. Đẹp đẹp nhờ. Ok, lấy luôn đi. Phân vân cái gì nữa mà phân vân. Làm vỏ liền. Lấy cái này ra. Sau đó mình sẽ làm cánh cổng ngay vị trí này. Thì nhìn nó sẽ thẩm mỹ khá là nhiều đấy. Đây, phá những cái này ra. Và cả những cái này nữa. Đó, như vậy thôi. Là anh ta đã có một chỗ để mà có thể làm được cánh cổng tương đó xịn sò rồi. Và cánh cổng chúng ta đây rồi. Có thể trang trí cái gì cho nó đẹp đẹp không ta. Chỗ này cần thêm tí đuốc ha. Và kích hoạt nó. Boom. Wow. Nicely.
Ngoài ra thì mình sẽ cần làm thêm một thứ khá là quan trọng, đó chính là hai cánh cửa các bạn ơi. Đây, để mình chặn mấy cái tên mấy cái tên gà nó chui vô đây nữa. Nó phải bảo kê nó các thứ các bạn ơi. Rồi, chắc là sẽ lấy thêm một ít thức ăn nữa rồi mình mới đi, và lấy thêm một ít than nữa để chúng ta có thể làm đuốc khi mà cần nhá. Block hả? Block thì xuống dưới mình có thể lấy được. Cất cái này đi, lấy mấy cái này theo. Rồi, mình nghĩ là như thế này thôi được rồi. Chúng ta lấy thêm một ít thức ăn nữa là có thể tiến vào trong Nether được rồi đấy. Wow, đây, lấy thức ăn siêu tốc, không lo bị đói các bạn ơi. Rất là may mắn các bạn ơi, vừa vô tôi vô được cái rừng xanh. Wow, chúng ta sẽ farm được đủ mắt Ender luôn. Còn mình chỉ cần lấy que của bị lửa thôi là được. Trời ơi, hên vậy. Ngay cánh cổng nhà mình luôn. Ôi từ từ, mình sẽ ghi nhớ là cánh cổng trước đó đi. Thì để em ghi nhớ được thì mình sẽ đặt tên cho nó ở đây một cái waystone, hoặc là một cái waypoint. Đặt tên là cánh cửa về nhà. Đó, tên thuần Việt đàng hoàng xịn sò luôn. À, ok. Rồi, chỗ này mình đã đánh dấu rồi. Tiếp tục thì mình sẽ chế tạo một vài thứ. Chắc là chiếc thuyền các bạn ạ. Cái gỗ này không dùng được hả? Ơi, tắt cái này đi. Sau đó mình sẽ làm một cái bàn chế tạo này. Và chúng ta sẽ làm những chiếc thuyền. Không biết cái loại gỗ này có thể làm thuyền được hay không. Không, Sugana vậy. Nhưng thôi, mình sẽ làm bằng gỗ này. Đó, và đi săn mấy khứa Enderman thôi. Ủa, mấy tháng khứa mà ta. Trời ơi, mấy thằng này niên này. Ôi mà tính ra rừng xanh nhưng mà tụi này nó hiếm dữ người ta. U là trời, tìm mãi thì mình mới tìm được khứa này. Bây giờ nhìn nó để cho nó leo lên đây các bạn ơi. Trời ơi, tụi này nó hiếm quá ta. Mình mới tìm được khứa này nhưng mà nó trốn mình. Phải mày không? Vô đây. Đó, nhờn này. Ui, nó đang nhúng khá là gần mình đấy. Nhờn này. Phải chi mà tôi có cây kiếm nào có dòng lút tinh từ bơ phẹt nhờ. Nhưng mà thôi không sao, không được tham lam các bạn ơi. Ơi, được một cái khói cỏ này nhưng mà thôi, cũng không có gì ngầu chứ lắm. Ơ nhưng mà không lẽ nguyên cái chỗ này chỉ có một tên thôi sao? À kìa. Ui trời ơi. Ui. Trời ơi, xém xíu nó hẹo rồi. Hai tên các bạn ơi. Dở mang con ngang thật. Nhưng mà thôi không sao, xử lý nó lẹ. Một con nữa. Đúng rồi, cái tỷ lệ phải như thế này. Tên này thì không cho mình. À quên, mình sẽ thử dùng cái kỹ năng này đi. Đây, kỹ năng này khi dùng thì chúng ta sẽ gọi là có một cái dòng rampage gì đó. Để xem coi nó có tác dụng gì đây. Nó cộng cho mình 50% tốc độ, ôi lộn, sức tấn công thì phải. Mày nè, nhiều máu không? Cộng 50% có nghĩa là 50% sát thương đúng không? Ví dụ đây là 9 sát thương thì 50% nữa là mình được khoảng 13,5 sát thương đúng không? Nói chung thì cũng ok đó. Sau này mà mình có cái vũ khí nào xịn, nó sẽ khuếch đại lên khá là nhiều. Rồi, còn khứa nào nữa không? À, cứ spawn ra đây. Cứ spawn ra đây, tôi sẽ xử lý hết. Cái kiếm này ấy, sau này mình cũng sẽ cho nó dòng sửa chữa luôn. Mình khá là thích đó. Cho nên chúng ta phải cho nó dòng sửa chữa các bạn ơi. Nhờn này. Ôi, tới đây rồi bro. Ok, và được một con mắt nữa rồi. Đó, cứ farm thế này thì mình sẽ đủ thôi. Hy vọng là mình sẽ nhanh chóng được một stack nhé. 2000 years later. Ôi các bạn ơi, cái chỗ này thì nó xuất hiện đông lắm các bạn ơi. Nãy giờ ấy, mình đi farm chắc cũng phải 20 phút rồi. Lay hoay khá là nhiều luôn các bạn ơi, tụi nó ít xuất hiện lắm. Có điều ở đây tụi nó xuất hiện quá trời luôn. Cho nên là mình tranh thủ mình gom lẹ. Nãy giờ chạy tới chạy lui được không? Ui được. Mình đã được 12 con rồi, lúc nãy mình có 11 con mắt các bạn ơi. 12 con là đủ chi tiêu rồi, nhưng mà phòng chống những cái con mắt nó bị vỡ thì chúng ta cần phải lấy nhiều tí. Trời ơi, sao tự nhiên bên khu vực này nó spawn nhiều ta. Nãy mình ở dưới mình chạy đôn chạy đáo quá trời luôn ấy. Nó xuất hiện một con, tức không? Ok, con này thì nó hơi khó đối phó chút xíu, thì chúng ta sẽ đánh nó đây đi. Đó, Come here. Hồi nãy các bạn, nó đánh tôi suýt chết luôn. Nhưng mà mình cũng đã chồng gọi là chống cự nổi rồi. Ở đây thì vứt mấy cái đồ nó rơi ra đi, cả đống đồ luôn. Ok, được rồi đấy. Mình đi tiêu diệt thêm vài tên nữa thôi. Hello, lên thuyền chơi không? Lên thuyền chơi nè. Đâu rồi. Đây, nó cứ chạy từ lưu vui vậy nè. Nhiều khi cũng hơi khó để mình đối phó. Nhưng mà được. Nhờn này, bây giờ ai ra, xuất hiện lẹ. Ok, yes, yes. Ui, shit nữa, mất một con mắt rồi. Ok. Ủa sao hơn người ta sẽ đánh con nào nó cũng rơi vậy ta? Ở nãy giờ mình đánh con nào cũng rơi luôn ấy. Có hai con là nó không rơi thôi, còn lại nó rơi hết luôn các bạn ơi.
Ok. Ê. Ôi trời ơi, cho tao con mắt nữa đi. Bạn bè với nhau không à. Ôi, đừng đánh tôi nhé. À, rồi rồi, mình sẽ lì cái mặt ngựa mình đi theo nó. Để mà thôi, để chúng ta đấm nó luôn đi cho nó nhanh. Đồ đáng ghét này. Đồ đáng ghét này, vô đây. Nhờ này. Đấm luôn nhá. Ôi lần này nó ra nữa là ui. Hên thật sự, sao lần nào cũng ra vậy? Là mình được 16 rồi, đủ chỉ tiêu rồi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái việc farm ở đây. Nãy giờ mình đi lên đi xuống khu vực này khá là nhiều này. Chủ yếu nãy mình farm ở đây. Nhưng mà không ngờ ở đây nó lại spawn nhiều thiệt. Bên đây vẫn còn rừng xanh này. Thì bây giờ đi về hướng nào nó sẽ cho mình dễ gặp pháo đài hơn ta? Chết rồi các bạn ơi, con gas nó mới vừa gài mình. Nó bắn mình xong mình đánh cái viên pháo bay lại nó thì trúng cái tụi Bitlin. Ủa lộn, zombie Bitman chứ. Bây giờ cả dòng tộc của nó săn đón mình rồi. Trời đó 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 các bạn thấy không? Trời ơi. Chết rồi, khó cho tôi rồi. Nên thôi không sao, thử thách cực khó đi. Không biết chiến này sống sót nổi không. Để tờ skeleton nó không có cung tên, sao chơi lại nó đây. Ủa lộn, không có khiên chứ. Ở đây thì mình đã gặp công trình không? Vẫn chưa. Và đường đi nước bước này đã sai rồi. Có con ma nữa kìa. Cha mẹ ơi. Yêu ơi. Tha thứ cho người em trai và dính lòng quyền đi. Đổi hướng thôi các bạn ơi. Hướng này xui lắm rồi. Chạy. Đổi hướng. Trời ơi. Oh my god. Nãy giờ chưa tìm thấy một cái pháo đài gọi là địa ngục nào luôn. Mà bây giờ thấy một cái passion các bạn ơi. Nãy giờ mình đi sắp mặt luôn. Mình đã chạy trốn từ khu vực ở dưới để mà chạy lên khu vực trên đây. Nhưng mà vẫn chưa có bất kỳ hy vọng nữa trơn à. Vậy thôi. Bây giờ chịu khó qua đây ăn cắp tí vàng nhá. Mình thì chắc là không khám phá đâu. Tại vì mục tiêu vô trong đây là tìm cái ngọc Ender thôi. Nhưng mà mình đã có hết rồi. Thì tìm là có gì nữa. Bây giờ thì chắc là lút chỗ này đi. Cái này thì sau này mình sẽ tới đây khám phá nhá. Không biết tụi nó thấy mình không nữa. Ồ cái chỗ này cái chỗ cũng cỡ lớn đúng không? Không cỡ vừa. Được 16 khối vàng. Giàu có liền. Không biết tụi nó thấy tôi chưa nữa. Có vẻ là thấy rồi sao ấy. Chạy. Tiếp tục mình sẽ đi thẳng vào hướng này đi. Và sau bao năm tháng thì mình cũng đã tìm thấy rồi. Bên đây thì mình bị mấy con ma nó đuổi quá trời đuổi luôn. Nhưng mà mình lo được. Nghe cái tiếng của nó như là tiếng con ngựa vậy đấy. Được mấy cái linh hồn của tụi nó nữa nè. Tác dụng nó làm cái gì nhờ? Ôi mấy cái này chế tạo cũng cực lắm ấy nhờ. Wow, được, cứ giữ trong người đi. Ok thì một cái chuyến đi rất xa mới tìm thấy được. Đây, đúng rồi, chính xác rồi các bạn ơi. Nhưng mà đây là một cái trúc mới, nhìn nó hơi lạ chút xíu. Trời ơi, phải tìm từ cái passion này mà đi rất xa luôn ấy. Tìm khắp nơi luôn mới thấy các bạn ơi. Bây giờ thì chuẩn bị nhiều block chút xíu. Chắc nhiêu đây đủ rồi ấy. Mình sẽ tiến qua bên kia để dành mấy cái xương, mấy cái mũi tên nhá. Để chúng ta làm cung và phá mấy chỗ kia. Ui, cái chỗ này căng nha. Ui là trời, cái khu vực này ấy, nó có rất nhiều quái các bạn ơi. Những cái con ma từ lưu hộp vô xuất hiện này. Ok, mình sẽ dụ mấy cái này lên đây. Chắc là lên đường này luôn nha. Ui trời, sao đây có gas nhiều vậy. Ok, chắc hai ô được rồi đó. Rồi, gõ cái thằng Wither Skeleton cái đã. Để coi, nó có rơi cho mình cái đầu không. Ui trời, có một phát là chết veo luôn hả. Ui, cái đống này có thể chế tạo được mấy cái đồ. Từ mình giết hết tụi này đi. Mấy cái đồ gì quên rồi ta. Đồ của rồng các bạn ơi. Phải lấy nha, không bỏ được. Nhiều ma quá. Lên kinh nghiệm rồi, ngon lành. Lên kinh nghiệm cũng được. Về nhà enchant đồ các thứ. Ma gì từ lôi, có cái con sói gì nữa kìa. Nhìn nó rất là hung hăng luôn á. Ok, lên thôi. Đây, được Wither Ball này, đây là thứ mình khá là cần luôn ấy. Còn Wither bình thường thì Ball bình thường thì không lấy đâu. Tiếp tục chúng ta sẽ đi lên cái chỗ này. Hy vọng là sẽ có những cái con quỷ lửa cho mình luôn. Mình cần 10 que đấy để chúng ta mới đi về được. Ui, đi vô có vẻ là không thấy có gì nhiều cho lắm nha. Từ, mình sẽ đổi hết này ra stick đi. Cho nó đỡ chiếm slot. Rồi, còn bao nhiêu đây thôi. Vừa đi vừa dùng nhé. Khi nào mà con quái nào dữ quá thì mình sẽ bỏ cái thiền ra để mà nó giải cứu cho mình. Ui, được nè, yên cửa nè. À, Nhiều nha. Ok, nấp. Chúng ta sẽ chơi tiếp cận dần các bạn ơi. Trời ơi, 4 con. Wow. 4 con lận nha. Chơi tiếp cận dần kiểu này hay nè. Tiếp tục nè. Ok. Hy vọng là giết mỗi con nó cho mình mỗi cây. Ở đây có 5 con lận. Yêu cha mẹ ơi. Thấy ghê quá các bạn ơi. Thằng đó nó cũng khè lửa mà đó. Ui, vừa ra là tấn công liền. Chạy đậu thiệt. Ok.
nhờn à đúng không? Ui thằng này mình sắp gõ nó đi rồi các bạn ơi. Ui cha mày ơi, đau nhé. Cái bọn này sát thương của nó cao á. Không phải đâu, chắc do giáp mình yếu hay sao ấy. Vô lô một tên, có rồi nha. Nhờn, mình đặt này hơi cồng kềnh nhưng mà nó sẽ hẹo ngay. Có luôn không? Rủi như que rồi. Ủa sao mình nhớ là có một vài que mà ta đây rồi. À vậy là mình chưa nhặt à. Khá là cồng kềnh đấy, nhưng mà cũng khá là thú vị đó. Một cái nữa. Mày, cái gì? Ủa ơi, nó còn chiến mà được hả? Xem tí nữa đi rồi. Chút xíu nữa là hẹo ơi các bạn ơi. Một que rồi. Cố lên. Chết mày đi. Ok, hòa máu. Xít nữa thì hẹo à. Còn có nửa tim à. Ơi, cà rốt vàng này đôi khi sẽ giúp được mình nha. Mình có được 3 que rồi, bây giờ cố gắng đi tìm thêm ít nữa nè. Ok, để mình đổi cái kỹ năng sang cái này hả? Thôi sang này đi, để lại lại bỏ mấy cái hiệu ứng bị cháy các thứ ấy, thì sẽ tốt hơn. Có tiếng tụi này to quá, chắc là mình sẽ giảm thêm tí nữa. Ok, để xem coi, hướng nào có play cho mình. What? Ngoài kia mà công trình gì các bạn ơi? Nó có con Wither Skeleton, cái tên xương đen này. Nhưng mà nó cầm cung tên. Ui cái tên này cầm bông tên các bạn ơi. Ủa có lòng spawn con gas nữa hả? Ủa có rune nữa kìa. Liệu có cái đầu lâu cho tôi không? À có xương này à. Có xương này cũng được. Ok cứ giữ trong người, mình có thể dùng để mình chế tạo kiếm rồng ấy. Giáp vàng à. Tôi thì tôi không thích giáp vàng cho lắm. Ui mình tới cái chỗ lòng spawn của tụi nó rồi các bạn ơi. Ui nhanh chưa. Chúng ta sẽ cố gắng farm tụi này nhá. Ui cái tụi này nó khó lắm các bạn ơi. Khó chịu lắm đấy. Nè, đó đó các bạn thấy không? Mẹ sơ hở là bắn, sơ hở là tấn công mình ngay. Ok, mình cũng sơ hở tấn công nó luôn. Tiếp cận dần nhá, chúng ta sẽ tiếp cận dần dần vô. Sao không đập lóc ra được nhỉ? À, nó đang đứng ở đây sao ấy. À, còn máy chút xíu. Điều này nhờn à. Công nhận giáp kim cương ấy nó bị giảm giáp sao nó yếu xìu rồi các bạn ơi. Chết rồi đi. Có rơi không? Có rơi thuốc tôi cần. Ui, dùng kỹ năng cái. Nó bị tắt lửa ngay. Khá là được. Phá lên chỗ này đi. Mình sẽ tiếp cận chỗ này. Né rồi tấn công nó. Nhờn này. Lòng spawn. Không. Dùng skill tiếp. Đó. Xóa bỏ hiệu ứng ngay. Ui nhưng mà tụi này nó ra lần hai đứa thì làm sao mà mình đánh lại. Nhờn này. Ok. Cái nữa. Wow. Chúng ta được khoảng 5 rồi. Mình cố gắng farm tầm 10 mấy gì đi. Gặp cái lòng spawn chắc cũng sẽ dễ farm thôi. Sơ thì mình đã được chỉnh khoảng 9 que rồi. Như vậy là có thể đủ dùng rồi đấy. Ở ngoài đây vẫn còn một vài tên. Tôi ra tôi xử lý nốt luôn các bạn ơi. Dạ, thấy chưa? Nó có thể đánh được cận chiến mình ấy, cho nên phải cẩn thận lại. Ok, mình đặt cái chỗ thế này nè, chúng ta sẽ dễ dàng farm hơn. Không biết là mình có nên dừng lại hay lấy cái thứ 10 nữa ta. Mới có 9 cái à. Ở bên đây thì nó có một cái chỗ để kích hoạt cái gì đó. Nhìn nó hơi ghê chút xíu. Ok, mình đi vào vài vòng đi. Kiểu gì cũng gặp thêm mấy con lay khác thôi. Không biết là có nên qua chỗ kia lấy rương hay không. Kìa. Từ bên đây nhìn qua thì cái chỗ kia nhìn nó đồ sộ thiệt. Con gas nó còn bị mắc kẹt nữa kìa. Lạ lùng thiệt. Bây giờ chắc là mình sẽ đi vài vòng ở chỗ này. Để chúng ta tranh thủ chắc là loot thêm một tí mấy cái món cái rương đổ đây. Biết ra được mình sẽ có đồ xịn sao. Còn chính que này thì mình đỡ ra được khoảng 18 ấy. Bột quỷ lửa chắc là cũng khá là đủ rồi. Không cần phải lấy thêm đâu. Đấy. Cái chỗ này thì mình sẽ lấy về để mình trồng trọt chăn nuôi nhá. Lấy mấy cái bú này đồ về. Chúng ta sẽ làm thuốc. Tại vì series này ấy, mình sẽ phải làm thuốc nhiều ấy. Cho nên cứ lấy mấy cái này về đi. Đó. Wow, đường bắt đầu cũng full full rồi đấy. Đường về nhà còn khá là xa. Ôi trời ơi. Không đánh nó được các bạn ơi. Nhưng mà đánh cái này được này. Có rồi cho tôi cái đầu không? Có rồi cho tôi cái đầu không? Ui, quên hết. Đau chưa? Không để ý kỹ là nó gõ mình ngay. Ok. Đau thật sự. Cái chỗ này khá là khó tiếp cận được các bạn ơi. Gas thì nó đứng nó me mình hoài à. Để mà tiếp cận được chỗ này chúng ta phải cần có một cái mũi tên đấy. Không phải dễ dàng gì đó. Wow. Núp chút xíu không biết nó thấy mình chưa. Thì nó thấy mình sao ấy. Ở đâu cũng có gas đó các bạn ơi. Rất nhiều hướng tại vì có rất nhiều lòng spawn ấy. Cho nên là mình nghĩ là để đụng như được cái rương ở đây thì nó cả vấn đề đấy. Vừa đá tấn công mình liền à. Trời ơi, tiếc ghê á. Thế là ném NW qua kia ta. Không được đâu, hơi mạo hiểm ấy. Qua đó là Ensery đấy.
Chắc là mình khi nào có cung tên, mình sẽ quay lại chỗ này để mà loot thật nhiều đồ nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chạy khỏi chỗ này thôi. Và mình cũng đã về nhà rồi các bạn ơi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái chuyến đi xa nhà này. Mình nghĩ cũng sẽ khá là căng thẳng ấy. Đầu tiên thì mình đang dự định là nâng cấp cho cái bộ đồ này của mình lên các bạn ơi. Đây, cái bộ đồ này lên thành thêm cái dòng sửa chữa vô ấy, để mà nó có thể tự sửa chữa đồ các thứ. Nhưng mà mình thấy đồ bền nó vẫn còn đủ nên có, chắc là có thể dùng được tạm thời. Hy vọng nó sẽ không bị hư trong quá trình chúng ta đi khám phá nhé. Thì song song với đó mình cũng thử chế tạo xem coi. Ông dân làng trao đổi sách sửa chữa các bạn. Vậy đúng không? Đúng rồi. Đây, thì công thức là như thế này. Dư một ép lóc này. Cái này chắc là bỏ được đấy. Mà cái xương này cũng... Xương hả? Xương chắc để thuần phục thôi chứ mình không cần nó bón phân ở đâu. Đây, chúng ta sẽ để một cái bục ở đây và cho một khứa dân làng còn lại vô, hợp lý. Thì mình nhận ra trong quá trình mình chơi ấy, ở đây còn một cái làng nữa này. Một cái làng đang trốn ở đây các bạn ơi. Còn bữa chúng ta lại cái làng này. Hèn chi. Trời ơi, như vậy là mình có thêm một cái làng khác nữa. Wow, chúng ta sẽ có thêm được những người bạn để mà có thể bắt cóc về nhà. Nice sự. Rồi, học việc đi. Hình như là đang là buổi buổi tối nữa, ông không học việc hay sao ấy. Bây giờ thì mình ngủ giấc đi cho trời sáng. Và chắc là cái giường này mình cũng sẽ không phá luôn, để khi mình giết con rồng xong ấy thì nó sẽ đưa mình thẳng về đây luôn. Học việc chưa? Khối dân làng này bị khùng á. Học việc coi. Hình như là ổng nhắm tới một cái bàn làm việc khác rồi sao ấy. Từ để mình xem coi đó là bàn gì. Đây. Cái nào ta? À, ổng ngắm tới cái này. Hèn chi. Lấy cái đầu con heo ra liền. Không được để đây. Ổng leo từ lô vừa nó mệt lắm. Nó đầu con heo ra đi. Cái này ra. Rồi. Ông làm ơn học cái này giùm tôi cái đi. Mình muốn cho ông này đi vòng vòng đi. Rồi ở đây có flame đúng không? Thì chúng ta có thể đổi bằng cách này, cho nên là mình khỏi mất công đập ra đập vô. Chúng ta tìm hẳn cuốn sách sửa chữa luôn, là mending ấy. Xịn chưa? Nhưng mà chi phí của nó sẽ khá là đắt các bạn ơi. Mình cần phải cho zombie cắn ông này, rồi mình giải cứu cho ổng thì trao đổi nó mới nhanh được. Capo CD nữa này. Wow, protection 1. Nói chung thì mấy cái dòng này cũng tương đối được. Có nào được sửa chữa sớm không? Infinity nè. Looting 2. Wow, toàn dòng xịn thôi. Nói chung thì khi nào mình cần cái nào thì mình chỉ cần lại trao đổi với lại khứa này thôi là được ha. Ôi, đừng có đi đâu xa nhá. Cái giường này với cái chỗ này ông ở đây đi nhá. Đi đâu xa là toan tôi đó. Mình còn khoảng 13 quả táo vàng thì không biết có thể dùng được hay không. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ cần quy đổi hết cái này ra thành khoảng trước đi. Đó, chúng ta sẽ có một mớ như thế này để mà dùng tạm. Đó. Còn cái chỗ này thì sau này chúng ta sẽ dùng tới sau nhá. Để mà chế thuốc các thứ. Để sẵn mấy cái que quy lửa vô luôn đi. Không được hả? Chúng ta để vô rương vậy. Rồi, như vậy thì mọi thứ có vẻ xong xuôi rồi. Chắc là mình sẽ làm thêm một vài quả cà rốt vàng nữa, để chúng ta có thể yên tâm đi sinh tồn và lộn đi đánh nhau hơn. Nó sẽ hồi máu cho mình nhiều hơn. Ok. Cà rốt vàng thì tôi có rất nhiều. Đây. Wow. Rất nhiều các bạn ơi, vàng mình vô tình nhặt được quá trời đất luôn. Wow, 47 quả là có thể dùng được luôn, đủ luôn rồi đấy. Vậy thôi, mình sẽ cất số vàng này luôn đi, đem sắt theo trong người thôi. Và những thứ không cần thiết thì cứ để nhà hết nhá. Theo như mình tìm hiểu thì trong đây chúng ta sẽ có được những cái backpack như thế này. Mình không biết là nó có chứa được nhiều đồ hay không. Chắc là mình phải cần thêm những cái mod backpack cho nó xịn xịn các bạn ơi. Tại vì khám phá kho báu thì nó sẽ cần nhiều lắm ấy. Ok, ở đây có khá là nhiều cái ba lô dạng mới. Dạng này khá là lạ luôn. À, mình cũng sẽ thử xem coi. Cái này có cho mình trang bị giáp nữa không? À, cái này thì không được. Nếu được thì chắc là sẽ nhiều giáp ấy. Rồi thì mình phải cần chế tạo một cái cây cung các bạn ơi. Trời ơi, không có cung thì toang á. Đây, như thế này đúng không? Đây, một cây cung. Để chúng ta có thể bắn được những cái pha lê end. Ngoài ra thì mình vẫn cần thêm những cái lọ thủy tinh để chúng ta lấy được những cái nước miếng của rồng nữa các bạn ơi. À, lộn, hơi thở của rồng. Chúng ta cần mấy cái hơi thở đó đấy. Úi, gần nhà mình có ngựa này. Tôi, có yên củi luôn. Lại thuần phục thử nha. Thuần phục một em chiến mã để mà chúng ta có thể đi đi tìm cái con mắt dễ hơn. Một con ngựa đớn này. Mình thích những con ngựa mà nó ít máu nhá. Mình rất thích mấy con ngựa ít máu luôn. Tại vì thường nó sẽ đi nhanh hơn. Ngoan nào. Ngoan đi. Con này lì quá các bạn ơi. Không sao, mình thường phục tới khi nào nó nghe lời thì thôi. Có lên. Sắp được rồi. Lẹ lên bro. Yes.
Như vậy thì chúng ta được một em ngựa nhưng mà tốc độ thì cũng hơi bình thường nhỉ. Được thêm một vài mũi tên luôn. Trời, đang muốn chế tạo thêm ấy. Mình có đang muốn đi tìm thêm mấy em gà đó mà chế tạo thêm mũi tên này. Sói. Sói ơi. Đừng. Ủa. Ôi, nó nghe lời mình rồi. Ngon, chúng ta đã có được thêm một người bạn sói nữa. Lấy cái len này đi. Ok. Ok, như vậy thì ở đây có gà không ta? Để mình đi săn gà luôn. Săn gà chúng ta làm thêm cung tên các thứ luôn. Chứ lại là mình cũng sẽ cần thêm một ít cát nữa. Để mình ra ngoài khu vực bờ biển này để mình lấy cát nhé. Còn Medusa thì tạm thời tha đi. Tại vì chúng ta đang cần giết rồng gấp ấy. Có vẻ là trong tập hôm nay mình nghĩ là mình cũng không giết kịp rồng đâu các bạn ơi. Bây giờ cũng là khá muộn rồi đấy. Xung quanh chỗ mình thì không có con gà nữa hết các bạn ơi. Cho nên là lát chút xíu mình trên đường đi thì mình sẽ tự xử lý mấy em gà sau nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ đi nung có số lượng đây, số lượng cát này lên để mà làm thủy tinh nhé. Đó, khá là nhiều các bạn ơi. Cái len này thôi, tôi vứt luôn đi. Thật vứt đi luôn. Rồi, tạm thời thì đây là những thứ theo bên mình thì mình nghĩ là chúng ta nên hy sinh một ít vàng để mà làm táo vàng luôn. Ok, làm táo vàng luôn. Ủa, what? Trong đây không làm táo vàng được hả? Trời ơi. Trời ơi. Táo vàng trong đây nó đắt dữ rồi trời. Mình có thể làm được một rổ táo này. Rổ táo này thì để trang trí đây được rồi đúng không? Ok, một rổ táo cũng được. Trời ơi, như vậy chúng ta không thể có táo vàng để mà dùng rồi. Hơi xui cà na nha. Đó, chúng ta sẽ làm thêm những cái lọ thủy tinh mini thôi. Để có thể lấy được hơi thở của rồng. Sau này về chế thuốc các thứ. Như thế này xong xuôi rồi, mình nghĩ là không cần chuẩn bị gì quá nhiều ở đâu. Chúng ta sẽ thay bộ giáp đi không? Để mà mình có thể đi giết rồng luôn. Tại vì bộ giáp này khá là ít giáp các bạn ơi. Nên phải cần thay với lại cái bộ chicken này. Đó. Mặc dù bộ chicken này gần hư rồi nhưng mà chúng ta cứ phải thay thôi. Sau này hư thì mình sẽ tưởng niệm nó sao vậy. Để coi coi, chúng ta có thể sửa chữa nó bằng cái nào không? Không thấy các bạn à. Thôi kệ đi. Như vậy chúng ta sẽ trong bộ đồ gà chiến binh để mà đi giết rồng Ender nhé. Hy vọng là sẽ không bị hư bộ đồ. Mình sẽ đem hờ thêm cái mũ đi. Với lại cái ủng đi. Tại mình thấy hai trang bị này nó gần hư rồi nè. Đây. Đó. Hai cái này thì mình sẽ để góc trong đây là được. Còn bây giờ thì mình sẽ thử vận may các bạn ơi. Chúng ta sẽ thử vận may nhé. Để xem coi là cái viên đầu tiên. Chúng ta sẽ đi theo hướng này. Trên bản đồ có luôn rồi. Mình cứ đi thẳng là được. Đó. Phải thế này. Không có được bị vỡ. Vậy thì mình sẽ đi thẳng qua cái làng luôn ấy. Đi ngang cái làng sẵn tiện tôi chơm vài thanh niên dân làng luôn nhé. Ok, đi có chiến mã thì mình nghĩ nó sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều. Đó, đỡ phải tốn. Gà. Mình khá là cần gà, quên nữa. Để chúng ta làm thêm. Không có da. Không có lông gà. À, không lẽ bên đây thì không có cho mình mấy cái cọng lông gà sao? Đó, một cọng liền. Đúng rồi, cho tôi nhiều lên. Được 4 này, ngon. Mình không cần ăn thịt gà cho lắm. Vậy chúng ta chỉ cần thêm mấy cái đá lửa nữa thôi là mình có thể có được thêm 16 mũi tên rồi. Tại vì có 4 lông gà lận. Đó. Hình như là mình đã tới làng rồi nhưng mà còn khá là nhiều gà luôn các bạn ơi. Nhưng mà ở đây tôi đã được 10 cộng lông gà luôn rồi. Nên chắc là mình không cần lấy thêm đâu. Với lại trời cũng tối rồi đấy. Tranh thủ vô đây ngủ đi. Ngủ ở đây thì nó lưu cái điểm spawn lại chỗ này. Nhưng mà mình nghĩ cũng được tại vì nó cũng gần nhà mình đấy. Cho nên nó lưu thoải mái. Hay là kích hoạt cái waystone đi nhờ. Để khi nào mình gặp cái waystone khác thì mình đi về đây được. Nó vẫn không cho kích hoạt luôn. Như vậy chúng ta bắt buộc phải research cái waystone thì mới có thể kích hoạt được nhá. Ok, khá là nhiều thanh niên dân làng chỗ này luôn. Ngủ chờ tôi đi ngủ chất nhá. Anh dân làng ơi. Anh dân làng ơi, đứng dậy nào. Đứng dậy bắt cóc luôn. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình đang cần khá là nhiều cái hành trang trong người á. Cho nên là thôi, tạm thời tha cho thanh niên rồi đi. Mình sẽ quay lại mình lấy sau. Dù gì cũng gần nhà mình ấy. Còn bây giờ thì đi tìm một tí sỏi để mà chúng ta có thể làm được mấy cái cung tên. Sỏi kia rồi. Hy vọng chúng ta sẽ được nhiều tí nhá. Đây, đá lửa này. Đó. Đây đi, chế tạo luôn. Thì theo như mình nhớ công thức của nó sẽ là như thế này nè. Đúng không? Đó, được 16 mũi tên rồi. Mình chỉ dùng nó bắn mấy cái pha lê end thôi là được rồi. Còn con rồng Ender chúng ta sẽ dùng cái rìu này mình bỏ nó nhá. Chứ mình sẽ không giết nó bằng giường đâu. Chứ bằng giường nó hơi mạo hiểm ấy. Đây là kỹ năng của mình nó hơi thấp chút xíu. Còn bây giờ thì đi tiếp thôi nào.